mà nên ngoài phép. Ba ơi, thôi ba, cái bà bán chè kế nhà ông nội nằm đâu vậy? Từ từ, trước sau kịp ra mà. Sao chứ hả? Cái bụng nó có vấn đề. Ba, chắc là do anh hưởng chén chè mà nãy quá. À, bây giờ hai con đợi đây ba tí xíu nha. Ba chạy qua bên kia đường. Ba xin ba chủ quán vô giải quyết cái bụng cái à. Rồi rồi rồi, ba đi nhanh đi. Cái này là gọi là ngoài ý muốn nha. Chị tới vậy nha. Ủa, hai em. Được rồi, ăn kè với anh nè. À, cái anh mà em nói à, cho em xin cái ghế đó hả? Đúng rồi, là anh nè. Anh muốn giúp đỡ ba của em và hai em. Vừa rồi anh ngồi quán chè, anh đã nghe hết từ việc về gia đình hai em. Hay quá, vậy anh giúp tụi em đi. Khoan đã. Anh biết gì gia đình tụi mày giúp? Anh biết chứ, những người như em á, anh gặp rất là nhiều. Những người mà từ dưới quê lên Sài Gòn sinh sống, anh cũng gặp rất là nhiều. Nhất là những người mà từ ở trên rừng xuống tìm người thân, anh cũng gặp. Nhưng mà giúp bằng cách nào đây? Thì anh sẽ liên lạc với hội, hội những người mà từ trên rừng xuống đó tìm người thân đó, để anh giúp đỡ gia đình hai em. Ủa, có cái hội đó luôn hả? Ủa sao trùng hợp quá vậy ta? Có chứ, ở đâu có người là ở đó có hội à. Hội của anh đó hoạt động rất là rộng lớn, nằm rải rác khắp cái thành phố này. Bởi vậy rất là cần nhiều kinh phí. Nếu như mà em muốn tìm người thân của em á sớm thì anh nạp tiền cho hội, càng nhiều tiền càng tốt. Ủa, đâu rộng lớn đông người đâu, có thấy ai đâu, có mình anh à. À, anh á là cái người mà có nhiệm vụ đi rải rác khắp cái thành phố này nè để tìm những người mà cơ nhở giống như hai em vậy đó. Nếu như mà em tin anh, đưa cho anh một số tiền làm thế chân thì anh sẽ sẵn sàng giúp đỡ gia đình hai em. Được đó anh Tép, mình thế chân đi, càng nhiều tiền càng sớm tìm ra gia đình mình nữa. Cơ hội thì biết là có cơ hội rồi, nhưng mà đợi ba ra cái đã, ba chưa ra mà. Thôi em lâu quá, thôi anh đi để tìm những người cơ nhở khác để giúp đỡ nữa đó. Anh à. Đợi ra cái gì? Trời, lên nhanh em. Dọn đi. Con này tôi giữ lại làm tí ăn uống. Vậy anh đi nha. Ê, đi đâu hả? Ê, đưa tiền phải có gì làm lòng tin với tụi con chứ. Anh quên, anh quên, xin lỗi. Để anh ta đi nhận cho em nha. Đó, thà vậy đi có được không? Vậy là xong rồi ha. Bây giờ hai em ở đây chờ anh. Anh đi về nộp tiền cho họ. Xong rồi anh trở lại báo tin chung cho hai em. Dạ. Đi anh. Chào em nha. Quay lại nha. Sớm nha. Công nhận gia đình hơn thiệt á. Ba ra bây giờ thấy mà sẽ vui đúng không? Phải. Làm gì mà lén lút vậy? À, dạ tụi con đi vô ngủ. Thứ ba, tụi con lo cho ba. Ba ngồi ngoài này để mình đi mà. Dạ phải đó ba. Con sợ ngồi ngoài này một hồi rồi con sợ là bệnh của ba nó trở nặng. Hay là ba vô trong nghỉ sao? Đúng rồi ba. Các con biết rồi, ba là bị tâm bệnh mà, chứ đâu có bệnh thông thường đâu. Ba đang nhớ anh hai hả? Không chỉ anh hai con, và còn hai đứa cháu nội của ba. Các con thấy đó, nhà to lớn như vậy không có một bóng người hiu quạnh gì. Ta nói là một gia đình hạnh phúc là một gia đình có nhiều thế hệ. Con đàn cháu đông đúc như vậy thì có vui được chứ con? Dạ, sẵn tiện ba nói vậy thì tụi con cũng muốn với ba một chuyện. Con muốn chúng ta bàn tình với nhau. Con nghĩ là
gia đình mình phải đi tới một bước tiến quan trọng mà. Phúc hãy sợ đồng ý con trong chuyện này. Phúc, bà chia tài sản cho tụi con. Tại sao chia tài sản cho lúc này? Là phải đó, con cũng đã trưởng thành, con đã sống bám vào mặt. Chứ con vẫn đồng chẳng nhận. Con giúp mạnh, biết bao giờ phát triển hơn. Bà chia tài sản cho tụi con chẳng không thể làm ăn. Một phần thì mua căn nhà nhỏ nhỏ để cho ba tốt hơn nhận. Tài sản đi làm ăn, nhốt ba đứa con cho con làm sanh thích, giờ đôi chia tài sản đó là sao? Ba, làm ăn thì cũng phải có thất bại chứ ba. Đâu có ai bước đầu mà làm ăn là thành công đâu ba. Mà có thất bại mới có thành công. Chuyện của con, ngồi đi, ngon. Mà Phúc Hạnh nó cũng cần phải có một hồi môn. Để sau này nó lấy chồng rồi chứ ba. Sao nó không nói mà con nói thay cho nó. Những cái củ hồi môn chốt hành nó cần bao nhiêu thì ba cho bấy nhiêu. Ba, đừng phải sao lên để chia tài sản ở đây là không. Ba đừng tức giận. Ôi anh ta ơi, đừng có đề cập đến này. Chúng tôi không đề cập. Ba thì nó cũng lên cho nó rõ. Bao giờ chưa tìm được anh hai của con và hai cháu nội của ba, đừng bao giờ có chuyện chia tài sản với ba được. Tại sao ba tiến sĩ quá vậy? Không phải một mình ăn hai thì ba đuổi vợ ra khỏi nhà đâu. Ngày mà Phan Thị bị đuổi ra khỏi nhà thì ba cũng đuổi vợ con ra khỏi nhà mà. Ba có nhớ gì không? Anh không có hổ với ba mà. Anh không có hổ. Anh muốn làm rõ vấn đề này. Chính ba cũng là người muốn chuyện này mà. Con cũng là con của ba. Mà sao ba cứ lo cho ăn hai chuyện hai không vậy? Ba không lo gì tới vợ con của con hết. Anh hai giận ba bỏ nhà đi, có là anh hai bất hiếu. Con cũng dám giận ba, con ở lại phụng dưỡng cho ba. Con mới là người con có hiếu mà, chứ không phải là anh hai. Nếu vợ con còn ở nhà giờ này thì ba đã có con cháu để mà ẩm bồng rồi. Ba, 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 ba. Tép ơi là tép. Sao con ngu quá vậy? Hả? Con bị người ta gạt rồi. Ơi, ở trên rừng á, con thông minh lắm mà. Hả? Được mệnh danh là chúa tể rừng xanh. Vậy mà xuống với thành phố, con như con bò. Ủa ba, con bò ngu lắm hả? Không nghe người ta nói hả? Ngu như bò. Tại sao không biết rồi, đợi ba ra rồi hội ý rồi đưa tiền người ta. Con sự có nghĩ lại đi, sự trùng hợp nào mà ngẫu nhiên đến nỗi mà có cái hội nào đó mà để gặp ba cha con mình cơ nhở không? Nhưng mà ba, lúc đầu á là con nghĩ là ông này lừa gạt rồi. Nhưng mà tại đâu phải là con đưa tiền rồi thôi đâu. Người ta còn ghi lại cho con một cái tờ giấy để làm lòng tin nữa mà. Giấy đâu? Nè, người ta có viết cho con lá thư này nè. Đó, mà đọc đi. Giấy chứng nhận tôi có nhận của hai em bé cơ nhở số tiền 2 triệu đồng để tìm người thân, ký tên Lạc Cường. Ừ, té ơi là té cũng tọt cái rồi. Chỉ có mấy chữ này mà con dám đưa tiền cho người ta hả? Không có địa chỉ, không có số điện thoại, sao liên lạc người ta được? Mà ngồi đây đợi nó khác, người ta cũng chưa tới đây nữa. Không phải. Tại trong đó ông đó ký tên là Lạc Cừa. Con thấy Lạc Cừa là tên giống như là bủ gà với cung ngựa. Tên là biết trên núi rồi. Đúng là con bò. Bủ gà là con gà, cung ngựa là con ngựa. Còn Lạc Cừa, gừa là con gì? Con gì mà nói đi, con gừa là con gì? Lạc Cừa, ví dụ như Lạc Cừa ta ký ở thành là Lạc Đà thì biết đó là trển. Còn đây là Lạc Cừa là lừa gạt, lừa. Thôi đúng rồi, trời ơi, Lạc Cừa là lừa gạt rồi mà chị mà còn dám lừa tiền ta. Con xin lỗi ba, tại vì con nghe tiếng hay quá, con còn nôn tìm mẹ nên con muốn anh tép đưa tiền. Anh còn chưa kịp nghĩ chú đó là người xấu hay người tốt. Tụi đi. Con dính vô nữa hả? Không. Ba yên tâm đi, ba đừng la em. Hồi nãy con đưa 2 triệu cho cái ông đó, con còn giữ lại ít để cha con mình làm đủ phí. Bây giờ chuyện đã lỡ rồi, hay bây giờ ba cho con mình tiết kiệm lại đi. Con dịch ăn lại, được cho ba tới ăn bình thường. Còn con ăn một ngày một bữa thôi là được rồi, nha ba. Con kia thì cũng lỡ.
rút kinh nghiệm làm sao, coi như là cũ đi thi mạng đi ha. Nếu mà nhịn á, ba cho con cũng nhịn. Bỏ này á, dùng làm lộ phí để đi tìm mẹ. Đúng là đi, biết đâu á là mình đi lòng vòng trời thương gặp ổng đòi lẻ tiền. Đó, biết đâu trời thương, đi. Hả? Con tưởng ba đi gặp đối tác rồi chứ. Đúng. Lẽ ra giờ này tôi phải đi làm việc, mà lẽ ra giờ này cô phải ở nhà chứ. Ba nói gì con không có hiểu. Đừng giả bộ nữa. Con làm gì tôi biết hết rồi. Con chỉ ra ngoài đi công chuyện chút xíu thôi à. Đi. Con nói chuyện nữa. Việc gì cô làm tôi biết hết rồi. Không nghe cô nói nữa. Không có đâu con chồng cho con. Bước ra khỏi nhà. Con nói đi đi trước khi thằng Minh nó về. Ba. Thật ra quá khách với anh vợ của con. Mời ba. Đi đâu nữa đây, đi hoài mệt quá. Đứng lên, tại con hết á, giờ rên rên cái gì nữa. Cứ đi biết đâu gặp nó đòi tiền lại. Gì vậy? Ngủ à? Ngủ à? Tối nay mình ngủ lâu đi ba. Ngủ ở đâu hả? Khách sạn. Khách sạn? Cái gì? Khách sạn? Tiền đâu ngủ? Tiền qua. Khách sạn. Khách sạn ngàn sao? Ừ. Ở đâu vậy ba? Đi sao ba? Đi. Khách sạn ngàn sao? Đi. Đi nhanh lên. Đây, tới rồi. Ủa? Đây, khách sạn ngàn sao? Còn gọi là khu liên hợp nhà ở ông Công. Ủa khách sạn đây, rồi sao đâu? Sao hả? Tối bước ra, nhìn lên trời thấy ngàn sao. Là khách sạn ngàn sao. Chưa đi vô cũng tưởng khách sạn. Chưa cái này dơ lắm sao ngủ ba. Tẹp. Ba cắm con. Con chặt chê bay. Có chỗ ở. Che nắng, che mưa, che sương, che gió là hạnh phúc lắm rồi. Mày chặt đòi hỏi. Đứng đó chờ ba tí xíu. Để ba coi phong thủy. À, cái chỗ này á, là chỗ ba cho con mình ngủ. Phòng ngủ. Còn đây á, mình làm nhà bếp để đối bụng bước qua ăn cho lẹ. Còn cái phòng này á, nhà vệ sinh, phòng này là phòng khách. Khi mà khách tối mình bước qua mình nấu mì gói cho ta. Còn phòng kế là phòng để nhân tí học bàn. Còn phòng kế tí là phòng của con để tiếp bạn. Phòng kế là phòng của ba tiếp khách. Và xa xa nữa là nhà vệ sinh. Còn ở phía sau á là cho khách ở. Mình ở phía trước, ở mặt tiền. Ủa ba, còn trên đây là ở đâu ba? Trên này á, là sân thượng. Tối buồn buồn ba cho con mình lên đó hóng gió, ngắm sao, ngắm trăng. Dạ. Rồi, tức là gì nữa? Vô dọn dẹp đồ ngủ nhé. Đi. Đi lên. Đẩy lên. Ba ơi, ai mình lên ngắm sao đi ba. Trời ơi, hồi nãy con nó còn buồn ngủ. Bây giờ đồ ngắm sao hả? Muốn ngắm phải không? Leo lên, bỏ dép ra. Đó, thấy không? Không bên đâu. Lấy cái nạng làm cầu thang liền. Ừ. Có chuyện nhảy nữa. Làm sao mà nghĩ được? Đứng lên. Rồi, leo lên. Chậm chân bên đó qua. Đó, rồi dậm hai chân qua. Rồi, leo lên. Đó, được chưa? Thôi, buông cầu thang đi. Chân con dài mà. Đó là sao? Hả? Trời ơi, đúng là chúa tể rừng xanh. Nó như người rừng vậy.
thở ba cái coi, chân ba đau đó. Mát thiệt, ông dẫn nhà mình nhiều phòng thiệt. Ở trên này giống ở trên rừng quá ha. Công nhận trên này mát, không khí trong lành y như ở trên rừng vậy ba. Người ta nói là không giống trên rừng đâu, trên rừng phải có tiếng như thú nè, chim kêu giữ thú đấy. Bây giờ con cứ tưởng tượng đi, con nhắm mắt lại con sẽ nghe tiếng chó tru à. Nhắm mắt lại đi. Làm cho con đi ba. Chó con hả? Chó con là thường thôi, làm chó con bị người ta đá. Ba ba ba, đổi con khác đi, con gà. Con gà hả? Dạ. Gà này sao giống bị cắt cổ vậy? Bà ép bà qua, bà bị khang tiếng con. Ây, con cuối. Con gì? Con vun đi. Ờ, con vun nha. Mà không. Con vun làm sao có tiếng mà kêu? Mà làm đi. Tí à, ba nói. Tí. Cái kỳ á. Con nói á là lên đây ngắm trăng ngắm sao. Sao lên đây con suy nghĩ gì mặt con thơ thẩn. Ba ơi, chẳng lẽ mình phải lang thang như vậy hoài? Không có lang thang đâu con. Ba nghĩ á, trước sau ba cha con mình cũng tìm được mẹ. Và lúc tìm được mẹ rồi, ba cha con mình sẽ sống chung với mẹ. Ba, về rồi, bọn các bạn này sao? Tao ta thuê. Ai thuê? Ba thuê con. Thuê. Mày rất hiểu ý ba. Các bạn kìa. Ờ, chờ tí hướng đi. Con nghe trong chuyện đó, người ta nói là sao băng bay qua, mình nhắm mắt lại, mình ướt, chỉ ướt thì thanh thiệt thớt. Thì không có, để bà ướt nha. Ướt gì giờ có ổn, mày heo quay ăn đỡ đói. Mày không quá đếm. Bà ướt nguyên con heo. Thấy không, mày ướt con ổn, mày heo quay ăn hả nhịn. Thì chứ là ba ướt gì? Ba hả? Ba ướt hả? Ba ướt tìm lại cái thằng lạc hư. Bà lấy là 2 triệu, xong bà đục vô mỏ nó, trong cái mỏ nó sưng lên, nó phù ra giống như con heo rừng vậy đó. Bà đục hai tay lấy tiếp vô, hai con mắt nữa cho nó bầm tím giống như là con có mẹ vậy đó. Hay. Nhưng mà tự nhiên, anh đéo lại ướt một bánh mì. Ờ, thì cục, đấy, theo như con á, con ướt gì, nói bà nghe. Con ướt, ta sẽ tìm được mẹ. Không được đâu con. Tại biết sao không? Tại những cái đường ướt, mình tép đã ướt rồi. Mình heo quay. Thôi, bây giờ ba cho con mình xuống ngủ đi. Biết đâu sáng mai có ổ mì heo quay thiệt, ba cho con mình ăn cạch bụng. Thấy không? Rồi đi tìm mẹ. Rồi, thôi đi xuống ngủ đi đi. Thôi, ba với anh đem xuống ngủ đi. Con, trời sao băng bay qua, con ướt tiếp. Trời ơi, tính sao băng nó lâu lâu nó bay qua một lần thôi. Chứ không phải sao băng bay cả người, cả đùi bay dài dài liên tục đâu. Mà để con chờ ướt. Thôi, đi xuống ngủ đi. Thôi, đi ngủ đi. Đứng lên. Cứ băng đi. Tiếng tép. Hồi nãy hai con ước gì vậy? Tìm được mẹ. Còn ba tìm được vợ. Công nhận ba cho con mình cùng chung ý nghĩ. Chứ để tép anh ước anh chén cương á, chấm bánh mì heo quay là ba cho con mình ở đây suốt đời luôn á. Thôi được rồi, để con xuống trước cho. Đợi em con. Trời ơi, trời ơi. Thép là tép. Con mắt mày để tao mà quất ba cái quá mẹ con. Con là tí mà. Ờ, tí à. Ôi da. Ba có sao không ba? Ban ngày mà trăng sao gì con? Ba đỡ hơn chưa ba? Nó còn mủ. Ba không hiểu sao nó còn sưng. Chắc ba nghĩ đây mai nó sẽ xẹp. Chứ chẳng lẽ sưng hoài đúng không con? Ba nói như vậy thì bác sĩ bắt ba vô bệnh viện làm gì? Ê, thôi. Nè, tới. Ba nghĩ hai chữ bệnh viện nha. Từ
đừng có lèm bèm hai chữ bệnh viện trong tay ba, ba không thích đâu. Ba ăn bánh mì đi. Rồi. Đứng tâm sáng. Rồi, hộp của con. Dạ. Trời ơi, ba dặn rồi. Chan tí nước tương xì dầu vô ăn đỡ ngán, ngày nào ăn mì không lạc lỏng quá. Đưa cho tép. Ủa, anh hai con đâu rồi? Con không biết. Rồi, cái thằng mày chắc nó đi quậy người ta nè. Nó liêu lỏng là la cà đến giờ chưa chịu về. Ba ơi. Gì? Ba nhớ lại hồi xưa đúng ba? Tạm tạm. Vậy hồi xưa ba có ăn hiếp tụi con không ba? À, tí. Sao con lại nói vậy? Hai téo này đẻ ra tí và nép, thấy không? Không thương hết mình chứ sao mà lại đi ăn hiếp hai tụi con, đúng không? Con thấy ba hay ăn hiếp ăn tép lắm mà. À, ba hiếp téo đúng rồi, bởi vì anh con á quậy phá, nó chịu lo học hành đi chơi bời không à, thấy không? Nó lì quá cho nên ba mới ăn hiếp. Mà ăn hiếp gì đâu, cái đó ba chẳng qua ba hù dọa thôi. Không biết mẹ có đẹp dịu dàng hiền lành như cô đi trong truyện cổ tích không ba? Mẹ à, thì con nhìn đi, ba đẹp chắc chắn hết. Bởi sao ba mình nói là nồi nào ớt dung đấy. Hơn nữa ba dịu dàng thì chắc chắn mẹ không dịu dàng. Ba ở đó 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 thì tâm sáng không à, con có hỏi hoài là ba tổng chết rồi để ăn nó ngon con đúng không? Phải.